qua công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2021 và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vào khoảng 1 giờ 40 phút, ngày 3 tháng 2, lực lượng bộ đội biên phòng và công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã phát hiện tàu mang biển kiểm soát CM91651TS đang chở một nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trên phương tiện có 34 người, trong đó có 25 nữ, 9 nam, họ đều là người Việt Nam đi lao động tự do với nhiều nghề khác nhau tại nước Malaysia. Đa số nhóm người trên cư ngụ tại các tỉnh miền Tây. Theo trình bày ban đầu, những người này lên tàu cá nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa biển thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời để về quê đón Tết. Trên đường di chuyển vào hải phận thì bị lực lượng phát hiện. Số người có liên quan trong vụ việc trên nhanh chóng được kiểm tra y tế và được đi cách ly tập trung. Trước đó, vào ngày 22 tháng 1, lực lượng chức năng của tỉnh Cà Mau cũng đã phát hiện và đưa đi cách ly tập trung 38 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia và 2 trường hợp điều khiển phương tiện. Các vụ việc đã được lực lượng công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận và tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Vùng biển Trần Thời tiếp giáp với vùng biển Malaysia. Cái thứ hai, cửa biển Sông Đốc lớn, nơi đây tập trung nhiều tàu tiền các tỉnh thành về đây. Cái thứ ba, huyện Trần Thời có 4 xã và 1 thị trấn tiếp giáp biển. Cái thứ tư, việc hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay tới Tết Nguyên đán. Từ đó làm cho tình hình người Việt Nam ở nước ngoài tìm mọi cách nhập cảnh trái phép vào đường biển, vào địa bàn Trần Thời, làm cho tình hình diễn biến phức tạp. Nhằm chủ động phòng ngừa hơn nữa, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Cà Mau tăng cường công tác phối hợp với Công an các huyện, thành phố Cà Mau đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để nắm hộ, nắm người nhập cảnh về địa bàn. Khi phát hiện tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý số công dân nhập cảnh trái phép đã qua cách ly trở về địa phương. Các đơn vị còn tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh như khách sạn, nhà nghỉ, thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh. Đơn vị sẽ chủ trì, phối hợp với công an các huyện, thành phố, tiến hành kiểm soát chặt số người nước ngoài đến địa bàn tỉnh, cũng như là số công dân Việt Nam xuất cảnh này trở về địa bàn. Kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh công an các xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp nhận khai báo tạm trú đến người nước ngoài, cũng như là quản lý chặt số công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về địa bàn tỉnh. Theo phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, gà từng người, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ như là Bộ Công an. Pháp luật quy định rất rõ về việc xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngoài mức độ xử phạt vi phạm hành chính, tùy theo tính chất mức độ từng vụ việc có thể bị khởi tố hình sự và bị phạt tù. Tại điều 347 Bộ luật hình sự quy định tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Thì luật quy định là người nào xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng và bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Với những biện pháp quyết liệt của Công an tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao hơn trong việc chung tay ngăn chặn nhập cảnh trái phép, đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, để cho những ngày xuân tới đây thật sự mang ý nghĩa khởi đầu năm mới trong bình yên và hạnh phúc.